Tiếp nào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ có khá nhiều hiệu ứng đây. Bây giờ tôi sẽ remove tất cả những hiệu ứng này đi. Chúng ta tiếp tục. Các bạn bấm vào và chọn phần remove. Và tiếp tục ở đây. Các bạn có thể sử dụng rất nhiều hiệu ứng nếu muốn. Bây giờ tôi sẽ bấm vào phần effect. Ở phần camera chúng ta có thêm phần near clip play. Thực ra cũng như phần camera cắt tường, bên body mask hoặc một vài phần mềm khác. Các bạn chỉ cần tăng giảm thông số này là chúng ta có thể xử lý được. Chúng ta cắt đi một vài mảng phần dư thừa, nếu như bạn nào không thích dùng chúng ta có thể kéo thấp xuống. Còn tôi nghĩ rằng cái này cũng khá ít dùng, tôi sẽ remove đi ngay lập tức. Chúng ta bấm vào hiệu ứng tiếp theo. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn hiệu ứng mắt cá ở đây. Cái này cũng tương tự, tôi kéo giảm đi thì hết hiệu ứng mắt cá, tăng lên thì phối cảnh chúng ta trông lồi ra. Đây là một hiệu ứng khá đặc biệt, tôi nghĩ là như vậy. Còn việc sử dụng hay không, các bạn hãy cân nhắc. Tôi giảm phần len này và có thể tăng cao lên. Tôi add thêm hiệu ứng tiếp theo. Exposure chính là độ phơi sáng, tôi bấm vào. Các bạn càng tăng, ảnh càng sáng, và càng giảm, ảnh càng tối. Hết sức đơn giản phải không nào?